Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ hai nha anh em. Em lên sóng phụ tùng chiếc Custom 50. Xe là tình trạng là khá nha anh em, chứ không được xuất sắc nha. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha, 0933 207 208 nha. Rồi, đầu tiên là cặp bao tay ống ga. Bên đây có cắn nhẹ nha anh em. Ở bao tay bên đây thì không có bị cắn gì hết nha. Cặp bao tay này bán là 300 nha. Rồi, cặp cụm cực đẹp. Cặp cụm này thì 700, cặp này được một cái là nó rất là đẹp nha anh em, nút còn rất là màu, rất là tươi luôn. Với một thứ hai nữa là cái nút này kéo e tiếng Nhật đàng hoàng nha anh em, sau này nó xài tiếng Anh hết nha, này là còn tiếng Nhật. 700 nha cặp cụm. Rồi, đồng hồ mặt Honda Rin nha, 700. Rồi, ốp đầu trên dưới sơn Rin, tem Rin. Ốp đầu này là 1 triệu nha anh em, ốp đầu trên dưới là 1 triệu nha. Rồi, cặp kiến. Kiến này là kiến Thái Lan nha. Kiến Thái dành cho anh em vô xe cỏ cỏ thôi nha. Kiến này là mới luôn. Kiến này thì bán là 250. Vô xe cỏ cỏ rồi ok nha anh em, 250. Rồi, pha đèn. Có nổ xi nhẹ trên đây nha anh em. Ở pha đèn này là 900 nha. Ở dưới chưa xét nha, đầy đủ chui bóng nha. Pha rất là trong luôn. Rồi, cái rổ trước. Rổ thì chữ nghĩa là còn rất là đẹp luôn, bass cũng còn ok. Ở rổ trước này em bán là 500 nha. Nghe đây có hơi bị méo nhẹ nha anh em, nhưng mà tổng thể là nó còn mới lắm. Anh em nhìn nhìn về là biết còn rất là mới thôi. Tem còn nguyên nè, tem 3 ký nè, ốc bass đầy đủ nha. 500 nha anh em, này vô xe là rất là ấy. Rổ mới thì giá hiện tại nó cũng 800 900 nha, còn cái này giá vậy là quá im rồi. Rồi, mặt nạ này thì 700 nha, sơn green 700 luôn, bass sắt nha. Rồi, vỏ gấp trước. Vỏ trước là 800. Đầy đủ bạc đạn tán cổ nha. Về này thì 500 nha. Có lỗi đây, sơn green hết. Đó, về nó bị lỗi đây nữa nha anh em. Về này 500. Vỏ gấp trước này thì 800. Đầy đủ bạc đạn tán cổ. Rồi, vỏ gà gánh thì 1 triệu nha. Rồi, 4 con dây thì 400. Dây hơi xấu nha. Rồi, còn cặp bánh này thì bánh là niền 93 nha anh em. Bánh là đầy đủ trước sau nha, là 3 triệu. Đầy đủ nhông sinh dĩa hết nha. Niền niền trước là đẹp nha anh em, này cam là cam rin đàng hoàng. Ở cặp bánh này 3 triệu nha, đầy đủ bạc đạn, nói chung là full đó, nhông sinh dĩa đầy đủ, về là để vô đi thôi, 3 triệu giá quá im luôn. Nói chung xe anh em thấy xe xấu thì giá nó sẽ rất đồ, nó rất là hấp nha anh em. Bởi vì hỏi sao cặp bánh mà xe đẹp bán 5 6 triệu, bánh 50, còn những cái xe mà nó đã, mình nhìn trong hình nó, mình nhìn từ xa xa vậy nè, đó, mình thấy xe nó rất là mướt, nhưng mà khi anh em mua về anh em mới biết là xe đẹp hay xe xấu thôi. Bởi vì nó đâu có cái đồ mà rẻ mà đẹp đâu, không bao giờ có luôn. Đồ mà đẹp thì giá nó phi rất là cao đó. Anh em cứ nhìn thấy anh em nói sao chênh lệch nha, giá như quá, tại bên em nhìn trong qua điện thoại em không thể nào mà thẩm định được cái đồ đẹp của cái món đồ đó được. Đó, cặp bánh là 3 triệu nha, bánh là niền 93, 3 triệu. Bánh là đầy đủ nhông sinh dĩa đầy đủ, đó, tán đầy đủ hết luôn. 3 triệu là nhông sinh dĩa đầy đủ nha anh em, không lấy nhông sinh dĩa thì còn 2 triệu 7. Tùy anh em nha, bánh này thì vô xe vừa vừa ok, chứ vô xe đẹp thì cũng được nha. Rồi, cặp bột này là 900 nha, ống xi cũng còn khá. 900. Rồi, cặp cớp này cũng 900 luôn nha, luôn ốc cớp 900. Ở cặp cớp ngay đây có trầy tí xíu nha, 900. Rồi, đuôi sau là 600 luôn, cái chắn bùn nha, đuôi 50 tem chìm. Đèn hậu thì 700 nha, cái này hơi bạc, 700. Ba ga sau này là 700 luôn nha. Si cái phần này còn rất là sáng nha anh em, nhìn nè sáng, nhưng mà đây nó hơi nổ, 700 nha. Rồi, thùng xăng lớn này có dặm sơn nha anh em, được một cái là báo xăng rin đẹp. Thùng xăng lớn này 500, có dặm sơn. Rồi, cái yên thì da có lỗi đây tí xíu, được một cái là được 2 cục hít rin, da rin. Yên này em bán là 1 triệu tư nha. Đó, hít rin hít đúng heo xe, hít nó rất là đã nha anh em nghe nè. Còn hít mà hít mới bây giờ 300 mấy một cặp là không bao giờ bằng luôn, bao với anh em luôn. Cái gì mà hàng heo xe thì nó cũng sẽ rất là vip, còn mấy cái đồ mà nói đồ mới thì nó không bao giờ ngon bằng, nói đồ Nhật vậy thôi chứ chưa chưa chắc nha anh em, không ngon bằng đâu.
Yên là 1,4 triệu nha, không lấy hết thì còn 1 triệu. Full đường dây điện là 1 triệu nha. Rồi gấp sau có bị dặm sơn. Ở gấp sau có dặm sơn, bán là luôn cây cốt nha, là 400, có dặm sơn nha. Màu xanh, này anh em về gắn 81, 86 hoặc sơn lại là ok. Chống đứng, sơn rin 400, gác chân chống nghiêng 600. Cần số là 400 nha. Rồi cục máy là 6 triệu 8 nha anh em. Máy được cái là lóc liếc rồi, không có dặm tốt gì hết. Đầu thì rất là đẹp luôn. Đầu này. Có máy phải nhìn đầu cỡ này mới đẹp nha anh em. Lồng thì còn sơn zin, không có bị sịt sơn. Xe này chạy chắc cũng mười mấy ngàn nha anh em. Anh em mà mua máy mà nhìn vô cái đồng hồ là tự tử nha, tại vì không bao giờ chuẩn được nha. Nếu mà nói máy mà chạy mấy ngàn thì phải nhìn cái dàn chân nó như thế nào, thì cục máy mới chính xác là mấy ngàn được. Còn mấy cái đồng hồ mà trên đây muốn chỉnh là muốn chỉnh lúc nào cũng được nha anh em, chỉnh là một nốt nhạc rồi. Chứ không có cái nào mà máy mà đi mấy ngàn mà giá rẻ đâu. Máy mà đi mấy ngàn mà máy nó giá mắc mắc lắm nha anh em. Xe nó cũng vậy, xe mà đi mấy ngàn đâu có giá rẻ được. Đó, cục máy là đầy đủ bình xăng con boe nha. Còn không lấy bình xăng con boe thì còn 5,5 triệu. Bình xăng con này garanti bao vip luôn. Rồi cần thắng 500, gai đẹp, giò đạp là 300, cây bô này là 1,5 triệu nha. Bô Goshi, bô này xài chung 70 được nha anh em, chữa cháy được. Rồi bô ốc xe này là 800, ốc đời hấp nha, ốc rất là mới luôn. Mấy con ốc nằm phức ở trong thì lúc nào nó cũng mới nha anh em. Bô thì bên dưới rất là đẹp nha. Bô là 1,5 triệu nha. Máy là bao cực im luôn. Đó, anh em cần mà món nào thì cứ alo em nha, 0933 207 28. Máy này em bao cực im luôn. Còn anh em muốn lấy bình xăng con không á thì giá là 1,2 triệu. Boe Lữ Châu là 300. Kèn này là tính 150 nha anh em, xịt bạc lên là xài thôi. Kèn bao lớn luôn. Đó, cụ đề 500, anh em muốn không lấy cái nào cứ trừ ra nha. Máy này á, nếu mà anh em xài 86 á, những cái dòng không đề vẫn xài được nha. Anh em về vô mua nguyên cục máy về, bỏ lửa bỏ lốc kia ra, để cái lốc của mình vô là xài thôi, không có vấn đề gì hết nha. Xe thì hết xăng luôn rồi. Hết xăng luôn nha anh em. Đó, anh em cần món nào thì alo.